Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với Reality Vlog. Và hôm nay là một vlog đi ăn và chơi. Đấy, nhiều anh em cứ kêu là suốt ngày ở nhà chơi mô hình với chơi game các kiểu. Đấy, không chịu đi ra ngoài. Nhưng mà đợt vừa rồi F0 thì làm sao đi ra ngoài đấy anh em. Đấy, thế nên là hôm nay mình sẽ quyết định là đi ăn chơi tí. Ok, đấy, ở đây anh em thấy có rất nhiều các thứ ở trên bàn. Thì hôm nay bọn mình quyết định là đi ăn phở. Đấy, phở, nhưng mà phở này nó lại có hơi đặc biệt. Đấy, phở lại hơi lạ anh em ạ. Đấy, phở này thì nó sẽ ăn nó không giống như là kiểu phở 30.000 đi ra ăn sáng. Đấy, mà hôm nay phở này nó là phở luxury. Đấy, phở này nó lại phở là đỉnh của chóp. Đấy, ok. Thì hiện tại thì bát phở chưa ra. Phở này gọi là phở đá. Bát đá. Phở bát đá. Đấy, phở bát đá. Bây giờ mình đang ở phố Hùng Vương ở Hà Nội. Đấy, một cái phố mà nó rất là to và đẹp và xịn. Ok, thì bây giờ là bát phở đang chưa ra, nhưng mà chúng ta thấy là ở trên này sẽ có ở trên này sẽ có những cái đồ để chúng ta một tí nữa chúng ta sẽ đưa vào trong phở. Đấy, quay gần đấy. Đây chúng ta sẽ có, đây là thịt bò thịt chín. Đấy, đây là thịt chín này. Đấy, đây là thịt bắp. Đấy, thịt bắp. À, đây là thịt nai. Đấy, phở lại có cả thịt bò, thịt nai. Thế mới đỉnh cao anh em ạ. Đấy, ở bên này thì là có họ để sẵn là bánh phở riêng với giá và rau. Đấy, bây giờ hiện tại đang chưa có phở ra, mà tôi vẫn đang chờ. Nói chung là giá một bát phở này nó bằng một suất buffet. Đấy, giá bát phở này nó khoảng gấp chục lần bát phở bình thường. Đấy, thi thoảng mình cũng phải làm tí đổi gió anh em ạ. Đấy, đổi gió chất. Đấy. Ok, bây giờ vẫn đang chờ phở thôi. Đang chờ phở, tất cả mọi thứ có sẵn đây rồi, nhưng mà phở chưa thấy đâu. Ok, và chờ mãi thì cuối cùng thì phở cũng đã ra rồi. Và đây chúng ta sẽ có một cái bát đá. Và một cái bát đá nóng, một cái bát đá mà có lẽ họ đã nung nóng lên ở một cái nhiệt độ rất là cao. Và nước phở khi mà được đưa vào trong cái bát này thì nó vẫn còn sôi sùng sục anh em ạ. Đấy, anh em thấy nhìn nó sôi dã man không? Và nói chung là mùi thì thơm cực kỳ luôn. Đấy, rất là thơm. Cái nước phở này thì họ cho cả hồi rồi thảo quả, rồi rất là nhiều những cái gia giảm để cho nó có một cái mùi thơm, một cái sợi mùi. Thực sự là nhìn nó rất hấp dẫn. Và cái cách ăn phở của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ cho từng cái loại nguyên liệu vào. Chúng ta sẽ cho từng cái nguyên liệu vào trong cái bát này, và từ đó làm chín cái thịt cũng như là làm nóng cái bánh phở để chúng ta có thể ăn. Ok, và cận cảnh. Đây là cái bát của mình. Ở trong bát của mình thì nó sẽ có một miếng xương, một miếng sườn sụn. Đấy, một miếng sụn là có thịt và cái mùi nó rất là thơm. Ngoài ra thì ngoài nước dùng cũng như là cái miếng sườn này thì không có bất kỳ một cái nguyên liệu gì khác ở trong này cả. Và bây giờ thì mình sẽ phải thả từng thứ vào. Đó, và đây là cách ăn phở. Và bát phở này có giá bằng một bữa buffet nha anh em nhé. Bát phở này có giá bằng một bữa buffet. Nói chung là anh em tưởng tượng nó có giá gấp 10 lần bát phở bình thường. Cái này là mình được mời đi ăn thôi. Đấy, chứ không phải là mình tự bỏ tiền đâu ăn đâu anh em ạ. Vâng, tiền đâu đi ăn anh em. Ok, tiền đâu mà đi ăn mấy cái món nó xịn xò con bò như này. Đấy, mình được mời đi ăn. Ok, đầu tiên thì mình sẽ cho thịt sống vào trước. Đấy, cái này nó là thịt bắp thì phải. Và nó là thịt bắp bò và nó rất là tươi. Đấy, thực sự nó rất là tươi luôn. Và bây giờ mình sẽ thả nó vào trong bát để cho nó chín. Đấy, cái thịt này nó sẽ chín trước. Nói chung là chỉ cần nhúng vào khoảng đâu đó khoảng 15 giây là nó sẽ chín ngay. Tại vì cái thịt này thì có lẽ người ta đã sơ chế trước rồi. Đấy, tiếp theo mình sẽ cho thịt nai vào. Đây là thịt nai nha anh em nhá. Thịt con nai ấy, con nai, con hiêu ấy. Thì đây là thịt nai. Và cái thịt này thì mình thấy là nó cũng rất mềm. Đấy, thịt này thực sự nó rất mềm và có lẽ là vị nó sẽ rất ngon. Đó, sau khi cho thịt nai vào thì mình sẽ cho tiếp đó là thịt chín. Đó, mình sẽ cho tiếp đó thịt bò chín. Mình sẽ cho hành vào. Đây, mình sẽ cho hành vào. Và tiếp theo thì mình sẽ cho thịt chín vào nữa. À, đang quay bằng một tay này nó cũng hơi nó cũng hơi khó anh em ạ. À, thèm giỏ hết cả dãi rồi. Cái thực sự thì mình không làm sao mà mô tả cho các bạn biết là cái mùi của cái bát nước phở này nó thơm đến như thế nào. Rất là khó để có thể mô tả được cái mùi để cho anh em xem. Anh em xem clip anh em cứ tưởng tượng là nó rất thơm. Đấy, nó rất thơm. Ok, mình sẽ cho tiếp đó là thịt chín vào nha.
mình sẽ cho tiếp thịt chín vào. Và cái này nó bị cái này nó chín nên là nó cái hương nó bốc lên ấy, cái hơi nước nó bốc lên, nó bám vào cái ống kính làm cho bị mờ một chút. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho cái rau, cái này là cái bạc hà đấy. Ok, và ở đây thì sẽ có giá nữa, mình sẽ cho giá vào. Bánh phở mình sẽ cho vào cuối cùng nha anh em. Bánh phở mình sẽ cho cái gồm, mình sẽ cho giá vào trước để cho nó chín. Mà cái bát này nó vẫn rất là nóng, thực sự như vậy, ăn cái này phải cẩn thận. Đấy, nếu mà chúng ta chẳng may mà chạm tay vào cái bát này thì xong. Đấy, chạm tay bát này bỏng ngay. Ok, chúng ta sẽ có tiếp theo đó là hành. Hành nó được cắt nhỏ ra sẵn và mình sẽ cho vào. Đấy, còn đây là bên bát của vợ mình. Đó, đẹp chưa? À, anh em thấy cách ăn uống này nó xịn sò bò. Đấy, rất là xịn sò bò. Và vợ mình thì sẽ cho cái thịt vào sau cùng. Rồi mình sẽ cho thịt vào sau cùng. Thèm nhỏ hết cả dãi rồi. Quá ngon luôn. Ui, bát mình trình bày không đẹp bằng bên bát của vợ mình. Vì bát của vợ mình thì vợ mình bạn ý lại dùng hai tay, mình chỉ dùng một tay thôi vì một tay mình vẫn đang phải quay. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cho bánh phở vào. Bánh phở mình sẽ cho vào một bên và mình sẽ cho bánh phở vào từ từ, tức là mình ăn đến đâu thì mình sẽ cho bánh phở vào đến đấy. Đấy, mình ăn đến đâu thì mình sẽ cho bánh phở đến đấy nha anh em nhá. Đấy, chứ không phải là đổ ụp một phát tất cả chỗ bánh phở vào. Đấy, đổ ăn thế nó không được luxury anh em ạ. Đấy, nó không được đẳng cấp. Ok. Bây giờ thì chén thôi. Ui, ngon thật sự luôn. Ok, mình chén thôi, mình sẽ húp nước trước. Nước rất là thơm. Nước này thì mình cảm giác là nó rất ngọt và nó rất là thanh. Đấy, tức là cái nước phở này, bởi vì đây là một bát phở mà nó có giá trị cũng khá là cao. Đấy, và cách nấu nó cũng hơi cầu kỳ. Thế nên là nước phở nó hoàn toàn là không có bị nó không bị nước béo mà nó rất là trong. Đấy, nước phở nó rất là trong và cái vị nó rất là ngọt mà nó rất là thanh. Đấy, vị nó rất là thanh luôn. Ok, bánh phở thì dai chắc và nói chung là nó khi mà chúng ta nhúng vào trong cái nước phở này ấy, thì nó sẽ được hòa quyện cùng với cả cái nước phở. Đấy, cái bánh phở nó sẽ ngấm với nước phở rất nhanh và khi mà ăn thì cảm giác nó rất tuyệt vời. Về thịt thiết các thứ thì mình thấy là cái thịt bắp cũng như là cái thịt nai thì nó rất là ngon, rất là thơm. Đấy, nó rất là ngon, rất là thơm. Và anh em thể thấy thằng cu con của mình ở bên tay phải của màn hình. Đấy, thằng cu con nó ngồi bên tay phải của mình. Đấy, với trẻ em thì mình cũng gọi thêm một bát nữa. Đấy, cho hai đứa trẻ và chia làm đôi để cho hai đứa nhỏ nó ăn. Đấy, nhưng mà hiện tại chúng nó đang hơi mè nheo. Đấy, nó đang mè nheo anh em ạ. Và đang hơi mè nheo một chút. Đấy, từ sau đợt ốm thì con mình nó cũng sức khỏe nó cũng sẽ bị kém đi. Thế nên là cũng cần có những cái bữa ăn nó bồi bổ như thế này để cho xịn sò hơn. Nói chung là cá nhân mình đánh giá là đây là một bát phở rất ngon. Đấy, mặc dù là giá nó hơi hư cấu một chút. Đấy, giá nó hơi hư cấu nhưng mà cũng đáng đồng tiền bát gạo. Tại vì thực ra thì cái phố này cũng là một trong những cái phố thuộc dạng gọi là lớn ở Hà Nội. Và cũng là một cái tiệm, một cái quán ăn mà nó cũng rất là xịn sò. Một cái nhà hàng rất là xịn sò. Ok. Đấy, cận cảnh miếng thịt này. Đấy, thì sau khi miếng thịt mà cho vào trong cái bát này thì sau một khoảng thời gian ấy thì cái bát này nó vẫn đủ nóng để làm cho nước nó sôi và giữ cái nước nó được nóng. Đây là thịt nai nha. Đấy, đây là thịt nai, còn kia là thịt cái thịt miếng thịt vừa rồi, thịt bò vừa rồi mình gắp lên đó là thịt nai. Đấy, anh em sẽ thấy thịt nai khi mà cho vào trong nước phở sôi thì nó cũng sẽ săn lại một chút nhưng mà nó vẫn giữ ở độ mềm, vẫn giữ ở độ thơm ngon. Ok, thì đó là cái review của mình về bát phở mà có giá bằng một bát một bữa buffet. Đấy, đây là bát phở có giá bằng một bữa buffet nha anh em nhá. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Nếu anh em có nhu cầu mua tai nghe thì anh em có thể đến với Riaki Store. Ở đây thì đang có chương trình khuyến mãi là mua một. Đấy, thì các anh em mua một tai nghe bất kỳ thì anh em sẽ được tặng một cái con mini figure. Và rất cảm ơn anh em theo dõi những vlog của Riaki của mình. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của mình, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái vlog tiếp theo. Bye bye.